Chào các em, mỗi buổi sáng mùa đông, trời rất lạnh, em thường băn khoăn không biết nên mặc áo len hay áo bông để đủ ấm cho cơ thể không bị nhiễm lạnh. Vậy hôm nay, chúng ta cùng tham gia trò chơi, truy tìm vật cách nhiệt tốt nhất để tìm lời giải cho những băn khoăn, thắc mắc nhé. Để thực hiện được trò chơi, chúng ta cần chuẩn bị giấy trắng, vải len, bông, đất nặn, cảm biến và bộ chuyển đổi, điện thoại có cài đặt phần mềm Coach 7 và đèn học. Các em thân mến, trong 3 vật liệu giấy, vải len, bông, theo các em thì vật liệu nào cách nhiệt tốt nhất, vật liệu nào cách nhiệt kém nhất? Các em thử dự đoán xem nhé. Chúng ta bắt đầu truy tìm vật cách nhiệt tốt nhất. Đầu tiên, chúng ta sẽ kết nối cảm biến với bộ chuyển đổi. Chúng ta mở điện thoại và vào ứng dụng Coach 7. Chúng ta chọn đo lường, đo dựa trên thời gian. Các em hãy đợi một lúc để điện thoại nhận cảm biến. Sau khi điện thoại nhận cảm biến, chúng ta sẽ vào và chọn phần hiển thị. Chọn dữ liệu ở dạng giá trị. Các em phóng to lên để nhìn cho dễ. Tiếp theo, chúng ta sẽ đặt cảm biến lên đất nặn. Các em có biết tại sao chúng ta cần đặt cảm biến lên đất nặn không? Bởi vì khi đặt cảm biến lên đất nặn sẽ giúp cho cảm biến của chúng ta không bị xê dịch, không làm sai kết quả thí nghiệm. Bây giờ, chúng ta sẽ bật đèn lên. Các em hãy đếm từ 1 đến 30 rồi ghi lại số chỉ nhiệt độ trên màn hình. Các em hãy ghi lại chỉ số nhiệt độ trên màn hình nhé. Tiếp theo, em lần lượt bọc cảm biến vào giấy, vải len, bông rồi đưa lại gần đèn như nhau. Mỗi lần đưa lại gần đèn, các em đếm từ 1 đến 30 rồi đọc số chỉ nhiệt độ ở trên màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với giấy trắng trước nhé. Các em lưu ý, nếu như cảm thấy giấy bọc vào cảm biến lỏng thì chúng ta có thể sử dụng dây chun để buộc lại cho chắc. Chúng ta đặt lại cảm biến về vị trí cũ. Rồi bật đèn lên. Chúng ta cùng đếm từ 1 đến 30 các em nhé. Các em hãy ghi lại số chỉ nhiệt độ ở trên màn hình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang với vải len. Các em làm tương tự như với giấy trắng vừa nãy. Chúng ta cũng bọc vải len. Buộc dây chun lại cho chắc chắn. Và đặt lại về vị trí cũ. Chúng ta cùng bật đèn lên. Và đếm từ 1 đến 30 các em nhé. Các em hãy ghi lại kết quả trên màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang với vật liệu cuối cùng là bông. Chúng ta cũng làm tương tự như với giấy trắng và vải len. Chúng ta cũng buộc thật chặt. Và đặt lại về vị trí cũ. Chúng ta bật đèn lên và cùng nhau đếm từ 1 đến 30 các em nhé. Bây giờ các em hãy ghi lại số chỉ nhiệt độ trên màn hình. Các em hãy nhìn vào kết quả mình ghi lại được ở cùng một vị trí, cùng một khoảng thời gian như nhau. Hãy xem nhiệt độ của giấy trắng là bao nhiêu, của vải len là bao nhiêu, của bông là bao nhiêu. Đến đây, chắc hẳn các em đã truy tìm được vật cách nhiệt tốt nhất và vật cách nhiệt kém nhất rồi nhỉ? Các em thân mến, chúng ta đã thực hiện xong thí nghiệm. Giờ cô mời các em nêu lại các bước làm và thực hiện thí nghiệm nhé. Các em nhớ làm theo các bước trong sách đã hướng dẫn để được kết quả chính xác. Chúc các em thành công!